Hi, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình tiếp tục trên tay một cái cây đèn năng lượng mặt trời của Baseus. Dài ngày thì mở theo cái cảm ứng chuyển động. Nó có công suất là 5.1W và tổng trọng lượng là 307g. Đấy, mọi người thấy. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo hộp ra và trên tay nó ngay. Đó. Vì là đèn treo tường cho nên nó có luôn một cái bịch ốc vít cho mọi người. Hàng của Baseus thì thường chất lượng mình thấy là khá tốt. Đó, thiết kế rất là đẹp. Nhựa ngoài này là nhựa ABS. Và cái pin của nó, miếng pin năng lượng thì nó dính liền với cái đèn. Đó. Mình đếm ở phía trước mặt này thì có tổng cộng 44 bóng led. Đó. Và vì là cái góc rộng cho nên là hai bên trái phải mỗi bên có thêm 6 bóng. Do là nó được gắn ở ngoài cho nên cái đèn này cũng chống nước theo cái tiêu chuẩn IP65. Và nó có một cái nơi cho mọi người bắt vào tường, bắt ốc vít ở đây. Đó. Một lưu ý hết sức quan trọng là trước khi bắt lên thì chúng ta phải mở cái đèn này. Nó có một cái thanh mở giống như cái đồ cọc sim của iPhone, mọi người thấy. Và ở phía trước đây nó có một cái lỗ nhỏ. Đó, một cái lỗ nhỏ và chúng ta phải chọt vào, nhấn một cái. Đó. Vậy là cái đèn nó đã mở. Tối thì nó sẽ tự động, nó có người đi thì nó tự động sẽ bật sáng lên. Đó. Vì ở trên lầu nhà mình là một sân nhỏ để trồng rau cho nên là tạm thời mình đặt nó ở đây để sạc năng lượng cũng như là cái độ sáng về đêm. Đầu tiên thì mình sẽ thử về cái cảm ứng chuyển động. Theo thông tin từ nhà sản xuất thì khoảng cách nhận dạng là từ 0 đến 8 mét. Mình có nhờ ngoại mình đi thì mình thấy nó khá là xa và nhận dạng cái của cảm ứng của nó rất là nhạy. Mọi người thấy nó bật lên rất là nhanh. Bình thường thì ánh sáng sẽ ở cường độ thấp như thế này, cho đến khi có một chuyển động thì lại tiếp tục bật sáng lên để tiết kiệm pin. Độ sáng của cây đèn này khá là tốt. Mình đặt ở trong cái khu trồng rau của mình và hầu như ở góc cạnh nào thì ánh sáng của nó cũng đều phủ tới và rất là sáng. Với biên pin là 1800mAh thì chỉ cần một lần mà sạc đầy năng lượng chúng ta có thể dùng trong nhiều ngày. Dĩ nhiên thì với cái điều kiện là chỉ sáng một lúc. Đó. Với cái ánh sáng chờ thì nó có thể dùng liên tiếp từ 6 đến 7 đêm mới cần sạc lại ở trong những cái lúc mà thời tiết không được tốt. Tóm lại thì mình thấy đây là một cây đèn cũng rất đáng được quan tâm với cái thiết kế đẹp, chất liệu cao cấp. Tính năng chính của nó hoạt động cũng khá tốt, cảm ứng cũng vô cùng nhạy. Sản phẩm này có bán chính hãng trên rất nhiều gian hàng ở Lazada và Shopee. Mình sẽ để link ở trong phần mô tả cho mọi người tham khảo. Bây giờ thì xin dừng video tại đây. Nhớ đăng ký cũng như là bật nút thông báo để nhận được những sản phẩm tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.